Chiều tối 16 tháng 9 tại Ả Rập Xê Út, Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã công nhận quần thể Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà cùng một số nơi của các nước vào danh sách di sản thiên nhiên thế giới. Trong ngày đầu tiên bỏ phiếu, những di sản mới bao gồm các cái tên đáng chú ý. Tờ CNN đã liệt kê những cái tên đặc biệt được công nhận trong ngày bỏ phiếu đầu tiên vào thứ Bảy, trong đó có di sản của Việt Nam. Tờ báo viết, di sản thế giới hiện có Vịnh Hạ Long của Việt Nam đã được mở rộng để bao gồm quần đảo Cát Bà, quần đảo đá vôi lớn nhất đất nước. Hiện tại nơi này được ghi danh là một địa điểm, Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà. Vịnh Hạ Long được công nhận di sản thế giới của UNESCO lần đầu tiên vào năm 1994. Các cuộc thảo luận và bỏ phiếu bắt đầu vào thứ Bảy để xem xét 50 địa điểm được đề cử vào danh sách di sản thế giới nổi tiếng. Khu rừng Otalakoko ở Congo, cùng các núi lửa và rừng núi Pele và Piton trên đảo Martinique của Pháp đã được chọn để ghi vào danh sách di sản thế giới trong ngày đầu tiên. Khu rừng Otalakoko ở Congo đã được ghi nhận vào thứ Bảy. Đây là một trong những công viên tự nhiên lâu đời nhất ở châu Phi, cũng là một trong những khu rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó còn có vườn quốc gia Singi de Bemaraha của Madagascar, bao gồm 5 khu vực được bảo vệ, cũng được mở rộng để bao gồm rừng khô Andrefana, chỉ có thể tìm thấy trên đảo Ấn Độ Dương. Trong vài ngày tới, Ủy ban sẽ xem xét các đề cử còn lại, bao gồm pháo đài vòng tròn thời Viking ở Đan Mạch và công trình đất 2.000 năm tuổi ở Ohio. Danh sách 50 ứng cử viên còn có phố cổ Sithep, Thái Lan, là tàn tích của một thành phố cổ từng phát triển thành một quốc gia hùng mạnh. Hay Gaya Tumuli, được tạo thành từ 7 cụm lăng mộ của liên minh Gaya cổ xưa ở Hàn Quốc. Ngôi đền cổ ở Nîmes, Pháp cũng được xem xét trở thành di sản thế giới đợt 2023. Theo UNESCO, các địa điểm phải có giá trị nổi bật toàn cầu mới được thêm vào danh sách di sản thế giới. Để đủ điều kiện, một địa điểm phải đáp ứng ít nhất một trong danh sách tiêu chí cụ thể được Ủy ban sửa đổi thường xuyên để phản ánh sự phát triển của chính khái niệm di sản thế giới. Cho đến nay, Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã công nhận khoảng 1.157 địa điểm ở 167 quốc gia khác nhau vào danh sách di sản thế giới. Ngoài ra, UNESCO cũng công bố danh sách di sản thế giới đang gặp nguy hiểm, bao gồm các di sản đang bị đe dọa bởi các cuộc xung đột vũ trang, thiên tai, ô nhiễm. Các địa điểm ở Ukraine như nhà thờ St. Sophia và khu tu viện ký Petrograd đều nằm ở thủ đô ký. Và trung tâm lịch sử Lviv ở phía tây Ukraine được coi là gặp nguy hiểm trong đợt này. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.